kẻ đầu sỏ ngoan ngoãn đi theo nói rồi hắn bay lên chém phong hạ nhưng bị linh quyết cho ăn một cước bay đầu đối với chân linh cảnh mấy tên này chỉ như con kiến tiếp theo linh quyết dùng vũ khí trên tay phóng ra ám khí xuyên thẳng vào người bọn chúng tạo thành một vòng tròn chỉ một đòn đã đây chính là cách cảnh như cách núi sao khoan hãy nhìn mấy con cá tạp đó đi xem trên trời đó là tả ra làm thật à trực tiếp đem không hàm linh khư lái vào thành sao trên không thương hội thành xích xuyên lại lái không hạm linh khư vào trong thành. Cho dù nổ thành của mình cũng phải bắt được ông hạ về sao. Họ là nhằm vào tôi đến, tôi đi dụ họ đi, Linh Quyết cô dẫn những người khác rời khỏi đây. Tại hạ có cách tốt hơn. Trước khi đối phương tấn công, đánh chúng xuống nước, Linh Quyết dùng pháo bắn về phía một chiến hạm. Nhưng bên trong chiến hạm bỗng có người bay ra, trực tiếp đón lấy công kích. Có người dùng cơ thể đỡ tấn công. Có gì đó không đúng. Mau tránh ra. Đừng chạm phải những máu thịt này. Mau, trốn vào trong nhẫn của tôi. Nham Vương Thuẫn. Rất nhanh, mọi người đều đã an toàn. Phán đoán quyết đoán, cậu làm rất tốt. Máu cục này là gì? Bị xem thấu rồi. Năng lực sao? Vốn muốn chờ lúc dính trên người các ngươi nuốt chừng. Giống như dự tính. Quả nhiên có gia tộc khác tham dự vào, đội trưởng đội bạch vũ của cung gia, cung linh quyết. Cẩn thận hắn là một trong số cận vệ của tả Bất Chu, cũng đã là tu giả chân linh cảnh. Ta là tả nguyên mộc thiếu tướng tả gia phụng lệnh tả bất chu đại nhân dẫn người đàn ông đó đi có thể nể mặt không tiểu thư cung linh quyết không nói nhiều lời cung linh quyết chém hắn ta ra làm đôi cút những đòn tấn công vật lý đều vô dụng với hắn người nhẫn tâm lời không nhiều đẹp trai ta đã cho các người cơ hội rồi nếu các người ức hiếp người thật thà thì đừng trách tả ra ta không khách sáo nổ cũng nổ không chết chém cũng chém không chết tên này là tộc bất tử sao bởi vì trong truyền thuyết đặc tính đánh không chết của hắn được xưng là tả nguyên mục bất tử tả bất chu thường đánh hắn thành thịt bằm để phát tiết điểm này nổi tiếng rồi hắn là sủng thần quan trọng của tả bất chu phái hắn đến bắt cậu tả bất chu một lòng muốn lấy cậu ra mổ rồi nhưng bất tử của hắn nhất định là có nguyên nhân gì cậu còn chưa phải đối thủ cảnh chân linh chiến đấu giao cho tại hạ cậu nghĩ cách tìm ra bí mật bất tử của hắn không thành vấn đề chứ giao cho tôi là được trước đó tại hạ để tên mũi dài này cứ biến thành thịt tương hoàn toàn không lo ta đang lớn tiếng mưu tính à nếu tìm được thì tìm thử xem. Tuy năng lực chiến đấu của ta có lẽ không bằng cô, nhưng năng lực chiến đấu trên chân linh cảnh tỷ lệ thắng chỉ chiếm 10%. Đại nhân tả bất chu có sức mạnh vô hạn còn không thể giết chết ta, tấn công của ngươi càng không cần nói. Đòn tấn công của linh quyết có thể phá hủy cả chiến hạm, nhưng vẫn không làm gì được hắn ta. Vô dụng vô dụng. Ngươi chém thế nào cũng không thể giết chết ta. Ta hoàn toàn có thể cứ như vậy tiêu hao ngươi, chờ tướng lĩnh tả ra khác đến thì các người chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Bạch Vũ bạo phong, trong lúc linh quyết đang chiến đấu với tả nguyên mộc chúng ta có thể thấy pháp tướng của phong hạ đang bay đi tìm sơ hở chưa thức ngầu hơn thì có ý nghĩa gì bất luận nát thành dạng gì ta cũng có thể hồi phục từ bỏ chống đối đi kẻ bị tiêu hao cạn trước sẽ là cô giao người đàn ông đó ra vương mũi dài đẹp trai là chuyện cả đời có hiểu không Và lại quyết ca loại người lời không nhiều này sẽ không làm chuyện vô nghĩa lúc nãy khi ngươi phân liệt ta đã lén dùng pháp tướng chi linh lấy đi bộ phận cơ quan đó của ngươi bởi vì phong bạo ngươi không chú ý đến phải không vua mũi dài xem đây là gì ai trứng của ta ngươi hình như đối với nỗi đau giới tính toàn thân đã không quan tâm nữa rồi nhỉ nhưng nếu đơn độc bóp nát o o sẽ là cảm giác gì niềm vui nhân đôi trứng cuộn phong hạ nhân lúc tả nguyên mục không chú ý trộm lấy ồ ồ của hắn sau đó phong hạ sử dụng bóp trứng đại phát đạt hiệu quả trí mạng hắn ta chỉ biết đau đớn la lên đạt được thuộc tính huyết thống sơ cấp công kích ồ, ồ tuy rằng có chút hạ lưu nhưng hiệu quả rất tốt cho dù là kém địch nhân một cảnh giới cũng có thể phát liền trực tiếp sử dụng thuộc tính thành phẩm mà không phải là mảnh nhỏ cái gì đó chính là năng lực ta dốc lòng tu luyện 30 năm mới lĩnh ngộ ra đã hiểu rõ năng lực của hắn rồi đại khái đã hiểu hắn không phải bất tử mà là đem thân thể đều hóa thành máu để tránh đi thương tổn nay rất giống với năng lực phân giải của tôi nhưng độ tinh tế muốn cao hơn nhiều bất quá nó vẫn còn rất chấp vá còn còn chấp vá quanh năm suốt tháng bị tả bất chu đại nhân khinh bỉ đã khiến ta hoàn toàn vô pháp tức giận nhưng năng lực này của tiểu tử ngươi là một mối họa không thể đo lường được cho dù có vi phạm mệnh lệnh bắt sống từ tả bất chu đại nhân ta cũng phải đánh chết ngươi ở đây hắn ta hóa thành con mũi rồi xấu ghê đó là yêu thú huyết thống gì vậy hỗn tạp quá nhiều không thể phân tích chỉ có thể phân biệt ra là có đặc thù của côn trùng lại là côn trùng vậy ta liền không nói võ đức đó là định trụ hoa thiên nuy vong thiết tư đáng giận không thể khống chế được hắn hắn là do cảnh giới trên lệch cùng huyết thống hắn quá mức hỗn tạp cung linh quyết cô nếu còn tiếp tục che chở cho tiểu tử kia vậy ta liền giải quyết cả cô không để hắn đến gần linh quyết chém một đòn cực mạnh hủy cả một dãy phố công kích bao nhiêu lần cũng vậy thôi các ngươi sao có thể giết chết được máu cơ chứ nhìn xem xung quanh các ngươi đi dùng máu phân liệt ra cơ thể mới đây là bán thú hóa uy lực linh quyết xin cô dùng phong bạo chảm một lần đem hắn cắt thành huyết dịch còn muốn tiếp tục vô dụng ta sẽ đem toàn bộ máu thu trở về sau đó ta sẽ phân liệt ra càng nhiều hơn tại hạ đã hiểu không biết tự lượng sức mình cùng vọng tự đại tự tìm đường chết linh quyết lại tiếp tục xuất chiêu đánh nát hắn ta thêm lần nữa lại tiếp tục là một cơn mưa máu rơi xuống cung linh quyết cô thật ngu xuẩn đường đường chân linh cảnh thế mà lại để một tên tiểu quỷ pháp tướng cảnh bài bố hiện tại cô đã hoàn toàn bị huyết vũ vây quanh không có chỗ để trốn bó tay chịu trói đi cơ thể bị máu ta hoàn toàn ngăn chặn không cách nào cử động được. Hôm nay ta tiêu hao quá nhiều huyết dịch. Nếu có thể dùng máu cô tới bổ sung, đó là sẽ một chuyện tuyệt vời. Mà nguyên nhân cô chết lại là tin tưởng một tên tiểu quỷ không thân không quen, buồn cười, tôn chỉ của tại hạ chỉ có một. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Cảm ơn Linh Quyết tiểu thư. Chuyện, chuyện gì vậy, thật ghê tởm, tiểu tử ngươi làm sao lại ở trong người ta. Ta dùng huyết tiềm biến thành máu rồi cùng ngươi trộn lẫn vào nhau. Kinh hỉ không, bất ngờ không a à, khạc 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 ngươi mà cũng muốn chơi chiêu này với lão tử nếu ngươi đã phòng bị ta chiếm lấy cơ thể ngươi vậy chúng ta liền hợp thành một đi sau đó phá hủy ngươi hoàn toàn từ bên trong phong hạ dùng thuộc tính độc tố để cộng hưởng với con mũi này cùng nhau chia sẻ một chút kịch độc có thể làm chết 100 con voi bụi cỏ trưởng thành châu phi đi một nửa của ta mau cút khỏi thân thể ta a à, sau khi bị dính kịch độc của phong hạ hắn ta gào thét trong đau đớn máu của hắn ta hoàn toàn đông cứng lại rồi nổ tung ra ngoài máu hoàn toàn hoại tử liền không thể tái tạo lại được người bất tử bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi